đó ba, tua nha. Chứ chạy hàng ngày đứng bốc đầu hoài nha, không có hư chiếc cổ đó. Máy xe này ấm quá. Zin luôn hả? Ủa gì mấy em 16 tuổi là học lớp 10 không ta? À, rồi. Sao hàng lớp 10 bự 11 vậy? Cậu liên hệ mình đó. Quý anh pha Zin với cục pin đời 203 chạy ba mấy ngàn cây, máy chưa gắt đầu luôn, ốc đầu chưa đụng luôn, nó hơi bị xì nhớt nhẹ thôi, nhìn hết thì gắn mô pin sườn phải to với lại nằm nồi nhẹ xe lại bền đi tua. Cái xe của mình làm đấy dép ngàn chỉ nhớt luôn, nhưng mà tiếp máy xong đọc ở Biên Hòa hôm nay rồi không chịu anh em đã xem cái tin ha, mình ngồi nhẹ tay ga mình cứ làm cái nhạc lên hết.